Đâu, em chưa nhìn cái bao giờ luôn. Mua cái đậu xanh bóc vỏ sẵn ấy ở ngoài chợ ấy, xong rồi ngâm nước sôi, ngâm nước nóng khoảng nửa đêm một nửa ngày, xong cho vào nồi cơm. Thầy em còn chưa ấy à. Em chưa nhìn cái chưa cho giờ. Mỗi lần em lấy toàn cái đậu xanh mà nó ra cái màu vàng thôi chứ không phải là cái đấy xanh. Nó bỏ cái hạt rau sắp thế, xong em ngâm nước nóng xong rồi còn ngâm còn nửa ngày. Con này ngắn lắm, kiểu gì chả ngửa, kiểu gì chả ấy thôi. Nước bẩn con nhiều tại hồi này ăn nó toàn phải tắt lọc. Về sáu về này 50-60 mà lên là cỡ này cũng kinh hết rồi. Mua quả cá toàn của anh em cả. Có con này lên nhanh. Con này lên to. Thế còn con vàng kia là nó hơi to sẵn à hay là cũng... Con vàng kia thì nó cũng gần gần đấy nhưng mà về nó cũng lên. Con vàng bắt của thằng Minh. Em nói về con này chắc nhà ông Khanh này. Con này ông Khanh này. Con này ông Minh này, Minh mẹ con. Ông Minh làm gì con này đấy nhỉ? Em con này anh mới đổi con Honda nè. À anh đổi con Honda rồi. Vậy anh lúc này là cũng em rồi đấy. Nhiệt tình hết đấy.